tôi sẽ ghi lại cái đơn giản thì đơn ghi đi. Phạm Đình Tá, cán bộ 193-119. Các anh có chuyên đề không? Mời xuất trình giấy tờ kiểm tra vi phạm không có gương chiếu hậu. Ông có chuyên đề không? Tôi không cần phải chuyên đề gì. Không có chuyên đề à? Đi làm không có chuyên đề à? Tôi không cần chuyên đề gương chiếu hậu. Nói cho nhanh đi, anh có giấy tờ anh xuất ông chính. Có đi đâu đi làm kiểm tra hành chính nhà này đâu? Tôi không phải kiểm tra hành chính. Không phải kiểm tra hành chính à? Ờ, kiểm tra lỗi vi phạm là kiểm tra hành chính. Lỗi vi phạm của anh có chuyên đề không? Sao giải thích rõ anh rồi? Có chuyên đề không? Anh tôi đang yêu cầu là có chuyên đề không cho anh xem. Tôi kiểm tra anh vi phạm không đúng rồi. Đúng rồi. Yeah. Mời anh xuất trình giấy tờ kiểm tra. Đúng rồi. Yeah. Thế anh cho tôi xem kiểm tra kiểm chuyên xem. Chuyên đề kiểm tra hành chính. Tôi không phải kiểm tra hành chính đây là tôi làm vi phạm đây. Yeah. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, ông để im. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, cán bộ 193-059. Tôi xin khiếu loại ông với cái tội ông quay thì quay tự phép. Ý quay thôi. Bây giờ anh có xuất trình giấy tờ kiểm tra không? Ông xuất xe đi, nó biên bản, tạm giữ phương tiện. Anh có tên là gì đây? Ông tiện ra quyết định tạm giữ đi. Khổ quá. Tôi đến đây tôi vặn gương ra ấy. Gương của tôi trong cốp đấy ông ạ. Xin lỗi ông luôn thì ông bắt hộ tôi cái. Đây, gương của ông đây. Bắt đi. Gương trong cốp nha. Xin phép ông nha. Tôi hành công ấy. Cháu yêu cầu chú bỏ cái mã số công nhân của chú em. Cháu yêu cầu chú á? Vâng. Cháu lấy cái tư cách gì yêu cầu chú? Cháu, chú, theo cháu là, theo chú là cháu là ai? Chú không biết cháu là ai cả. Chú không biết cháu là ai à? Ừ. Chú Tá à? Ờ. Cháu là người dân. Cháu có quyền giám sát, theo lấy khoản 2 điều 8. Nhá. Sao chú? Làm sao? Thế làm sao? Cháu yêu cầu chú bỏ cái mã số công nhân của chú quay ra ngoài. Cháu yêu cầu. Rồi, thế thì chú xích xe đi. Ra quyết định tạm giữ phương tiện. Ơ à. Chào cậu nhé. Ai làm việc với tôi là người cuối cùng? Tôi vâng, anh là gì? Đây anh nhìn tôi đấy. Ông này thôi nhá, tôi nói ông trước mấy ông nhá. Ông bỏ cái máy quay ra khỏi mặt tôi. Nhá, rồi, tôi sẽ cứu lại ông. Ông chưa làm cái gì đâu. Ủa. Cậu có quyền khiếu nại cơ mà đúng không? Ờ đúng rồi. Thôi như này, như này. Ông không được phép lấy hình ảnh cá nhân của tôi. Nhá, ông định làm gì? Tôi nhìn ông như một thằng hề đấy ông ạ. Thôi thoải mái nhỉ. Ông hiểu không? Nhá, nhá, chào tôi nhá, mình chào cậu đúng không? Vâng. Trước mắt là cậu vi phạm là không có gương chiếu hậu. Bây giờ như này. Thôi thôi chú Quang này, ông đang đi làm gì ấy? Chú Quang này. Ông đi lấy thịt nhà người à? Hay sao? Ông làm gì ấy? Ông này, cậu. Rồi, ông nghe chí. Ông là như này. Tôi cho ông lên VTV luôn. Được rồi, VTV cũng được. Cốp, gương trong xe, trong cốp đấy. Tôi biết thừa ông bắt lão rồi. Không có chuyên đề để ông nào vừa tuyên bố tôi không cần đạp, không có chuyên đề. Cậu vi phạm là không gương chiếu hậu. Đúng rồi. Nói đây bao nhiêu tiền anh? Cậu xuất trình giấy phép lái xe. 90.000 à? Đúng rồi, 90.000. Ra quyết định xử phạt tại chỗ. Cậu xuất trình giấy tờ. Rồi, bây giờ tôi yêu cầu có một vấn đề. Cậu nói đi. Cậu đang đi làm chuyên đề theo chuyên đề kiểm tra hành chính hay là bây chuyên đề gì? Bây giờ như này. Rồi. Cậu vi phạm đấy còn gì? Không, nữa. Làm việc mới chỉ dựa trên pháp luật là chỉ có ông và tôi thôi, không có mình với tớ. Ừ. Nhá. Chính xác. Ông ơi. Ông này chắc là một vài ông thôi, tôi phải cho ông đi học lại cái tác phong nghiệp vụ đi mới được. Này. Ông đừng có dí mặt tôi, ông hiểu không? Ông nhìn cái mặt ông này, ông đừng dí mặt tôi. Anh công an huyện thôi. Đúng rồi. Nha. Anh vi phạm là gương đúng không? Đúng rồi. Anh xuất trình giấy tờ. Tôi không xuất trình giấy tờ. Tại sao không xuất trình? Bởi vì công lấy giờ lấy gì ông thể hiện là ông đang đi làm một nhiệm vụ ở quản kiểm tra tuyến đường này. Anh tôi nói với anh như này nhá. Mình biết thì mình nói. Tôi biết. Mình không biết thì mình lắng nghe. Rồi, tôi biết. Trước mắt như này cậu vi phạm là không gương. Tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Bây giờ tôi yêu cầu anh xuất trình giấy phép lái xe. Tôi không xuất trình giấy tờ. Nếu cô không thể hiện là ông đang là người đi làm. Anh nghe tôi đang đi làm đây còn gì nữa. Là ông lấy gì đâu căn cứ ông đi làm. Tôi đang đi làm đây còn gì lấy căn cứ cái gì. Ô. Thế anh bảo là tôi cần căn cứ gì thì tôi. Khi đi làm ấy theo ông này nhá. Anh đang đúng là một thằng hài làm việc với tôi thì người ta giám sát là bình thường. Không. Sao? Ông cởi cái bộ quần áo ra tôi sẽ cho ông giám sát. Anh nhầm. Nhá. Ông không hiểu. Như này. Rồi, ông nghe chỉ, quả này ông tôi sẽ gặp ông. Thì anh gặp đâu thì anh gặp. Bây giờ tôi yêu cầu anh. Ông, tôi thấy ông chả có cái nhiệm vụ gì ở đây cả. Ông nhanh đang gửi với tôi. Anh lái xe này. Anh lái xe ông này. Là một người quân nhân. Ông đại diện cho một tổ chức không, tôi chỉ không là thủ khí mà đâu. Anh lái xe này. Nhá. Tôi phải làm việc trước ông này, bởi vì ông đang quay tôi. Cái gì anh? Nhá. Người đang giám sát tôi với anh cùng làm việc. Này. Ông có hiểu thế nào khoản 2 điều 8 không? Tôi hiểu chứ sao? Ông hiểu không? Tôi hiểu chứ. Nếu ông hiểu thì ông bỏ ông này dẹp cái máy quay đi cơ. Quay bình thường. Tại sao? Nếu anh cảm người ta sai anh khiếu nại người ta cơ mà. Ăn chắc rồi. Anh khiếu nại đi. Anh thế thôi anh ai là đội trưởng? Tôi yêu cầu ai là làm tôi làm việc mình tôi chẳng. Ai là đội trưởng ở đây? Chả phải đội trưởng thì làm việc mình được. Thế bây giờ tôi yêu cầu một vấn đề. Anh yêu cầu cái gì ạ?
ra quyết định tạm giữ phương tiện. Ừ. Ok. Anh xuất trình giấy tờ anh. Tôi không xuất trình. Anh biết cái tội không xuất trình giấy tờ nó rất là nặng, anh hiểu không? Anh tên là gì nhỉ? Tôi tên là gì thì ông không cần biết. Ông cứ ra quyết định xử phạt này. Quyết định xử phạt ai? Tạm giữ phương tiện này đi. Nhưng anh tên là gì? Tôi tên là gì nhỉ? Nguyễn. Nha, có ông đi làm không chuyên đề tôi sẽ cứ lại không? Anh bao nhiêu? Ông để họ tôi làm gì? Tôi hỏi là tôi ra quyết định như anh có gì ông đâu? Mang biên bản đây, tôi sẽ khai. Anh bao nhiêu ạ? Ông mang, tôi yêu cầu ông mang biên bản đây, tôi sẽ khai. Tôi không phải mang cho anh, tôi đang làm việc với anh để tôi mời anh vào. Thế ông ghi đây là biên bản của ông à? Anh bao nhiêu ạ? Đây là cái biên bản của ông à? Đây không phải biên bản tôi. Ờ, thế ông mua biên bản tôi sẽ khai. Anh bao nhiêu ạ? Ôi trời ơi. Ông ơi. Anh bao nhiêu ạ? Nhìn đến nhau nhiều quen rồi. Tôi hỏi anh bao nhiêu? Hả? Anh sinh năm bao nhiêu? Tôi sẽ không bao giờ tôi khai tuổi của tôi khi mà ông ghi cái tờ giấy này. Tôi khai để tôi đưa vào là biên bản. Ông mang biên bản ông ra, ông bỏ biên bản ra đây. Tôi sẽ ngồi tôi làm việc với ông. Thế là xong. Còn ông bỏ cái trò hề đi ông ạ. Ông chỉ có 2 sao thôi. Mãi đi. Mãi ngồi đây, tôi mãi ngồi đây. Dũng sao là chuyện bình thường không ạ? Tốt quá. Ôi. Ông cả không nói ông sao, ông nói ông lại thành dở hơi đấy. Anh ngồi đây anh ơi. Rồi. Em cứ quay dần cho nó đúng không? Rồi. Tức là hôm nay các ông đi làm không có chuyên đề phải không? Không có chuyên đề kiểm tra hành chính phải không? Chúng tôi chả kiểm tra hành chính ngay. Tôi xử lý vi phạm. Tôi bắt ông không có chuyên đề. Anh vi phạm, anh không hiểu chuyên đề mà nên mình vi phạm là như thế nào? Không hiểu. Thế anh đang vi phạm đi còn gì nữa? Chuyên đề kiểm tra hành chính. Tôi chả về kiểm tra hành chính anh. Anh vi phạm tôi kiểm tra anh. Anh không hiểu tôi à? Lại bây giờ chốt lại ông đi làm hôm nay đi làm có chuyên đề không? Chứ. Có chuyên đề à? Đúng rồi. Tôi yêu cầu ông cho tôi xem. Tôi không cho anh xem. Tại sao? Về nguyên tắc anh không được xem. Tại sao đấy? Tôi không cho anh xem. Ông có dẫn được tại sao mà tôi không được xem không? Tôi bắt lỗi anh thì tôi trả việc. Thế tôi biết đâu là tôi xin lỗi ông, con này không có nghe. Tôi biết ông là ông này là một người đang gác cổng hay sao? Tôi đang gác cổng gì? Ờ, nó gác cổng của cơ quan là sao? Tôi đang đi làm với gác cổng đó. Thì ai đồng ý cho anh ra đi làm? Anh có quyền khiếu nại cơ mà, đúng không? Rồi, lập biên bản. Thôi. Anh có quyền khiếu nại cơ mà. Ông chọn mắt mẹ. Dương đi làm ơi, Dương ơi, Dương đi làm đi. Ông tôi yêu cầu ông quay cái thẻ tên ra ngoài. Dương đi làm em ơi. Hay đâu anh. Tôi yêu cầu ông quay cái thẻ tên ra ngoài tôi xem. Yêu cầu á? Ờ. Còn cho tôi xem, tôi cũng cho xem nhưng không. Yêu cầu không bao giờ. Ông đi làm nhiệm vụ mà ông quay cái này vào trong mặt vào trong đây hả? Quay cho người ta xem rồi. Ông có con gì? Ông quay đi, ông mở đây, ông bỏ đây đi. Đừng chỉ mặt. Rồi cán bộ Đỗ Bá Dương, cán bộ 193-220. Công đẹp rồi. Dương đi làm đi. Để anh làm việc. Hai sao thôi, đấy. Tôi chưa sợ mà có người không? Anh ngồi bên này khổ quá, anh nhiều quá. Trong quyết định. Anh tên là gì nhỉ? Anh có giấy tờ không? Tôi có giấy tờ. Thế anh xuất trình nha. Được. Tôi sẽ làm việc với ông cụ này. Công an tôi lập mối hôm qua đấy. Thôi rồi, anh làm việc với anh được. Rồi. Anh xuất trình giấy tờ cho anh làm việc với anh được. Sao mà cứ làm. Đây. Thế tôi có gì đâu mà. Để tôi xem cái ông bản lĩnh là cái điều gì. Ông ghi vào đây. Cái gì ạ? Ông ghi vào đây. Tôi ghi vào đâu là ông quyền ghi của tôi. Ông ghi biên bản không? Tôi không. Tôi nói ông nghe này. Cái gì ạ? Đây là cái gì? Tôi ghi vào quyết định cho anh. Anh đây là quyết định của anh à? Tôi ghi đây, tôi ghi vào quyết định bình thường. Ông ghi vào đây, tôi sẽ đồng ý. Anh ngồi vào đây, tôi khiếu. Ông đừng có làm cái trò đấy, ông ghi vào đây. Anh có quyền khiếu nại cơ mà. Tôi nói luôn là tôi nói ông nghe việc vào ra việc đấy. Anh nghe này, tôi ghi vào đâu là tôi ghi. Nhá. Đương nhiên là tôi ghi rồi. Anh ông chưa là gì? Bây giờ tôi sẽ không đồng ý ghi ông cho ông ghi tên tuổi vào cái tờ giấy vàng này không? Anh nghe không đấy, hiểu không? Khi nào tôi đưa cho anh thì anh hãy bảo là tôi thế nào thì tôi chưa đưa cái giấy. Tôi không đồng ý. Bây giờ tôi yêu cầu ông ghi vào biên bản này. Ra quyết định ra quyết định tạm giữ gì? Không. Nếu ông cảm thấy thích tôi cho ông rồi ra tạm giữ phương tiện của tôi luôn. Ông nhìn thấy mặt không? Ông được ăn học đàng hoàng mà ông cười nhăn răng, ông đi nào ông cười nhăn răng như một thằng hề đấy không? Đáng là một người quân nhân không? Tôi không chỉ mặt ông. Ông nhìn thấy mặt ông nó có đáng là một người quân nhân không? Tôi không đùa gì chứ em mặt tôi đâu. Phí tiền thuế của nhân dân. Ông càng nói gì tôi càng mừng. Ông lên giao thông văn minh ấy. Kiểu gì thì kiểu tối các ông sẽ được lên. Tôi hôm nay tôi cố tình tôi về đây mà. Thôi anh nói rồi, lấy biên bản. Anh xuất trình giấy tờ đi. Anh cứ lấy đi tôi sẽ khai. Anh xuất trình giấy tờ đi. Chưa ông định làm cái chó mèo ghi tên tôi vào cái tờ vàng kìa. Anh nhầm, anh đừng nói là tôi chó mèo, tôi làm gì anh đâu. Anh đừng nói. Ông ghi tên tôi vào cái gì? Tôi ghi nó không ảnh hưởng gì. Rồi, câu lập đi. Ảnh hưởng gì đây. Nào ông cầm đàng hoàng. Tôi sẽ bàn giao tay cho ông. 90.000 hả? Rồi. Tôi sợ thôi quá. Không có nói nhiều đâu. Thì bảo hiểm thôi. Tôi không có bảo hiểm, anh phạt tiếp một cái lỗi nó không có bảo hiểm. Thế thôi nhanh.
có tôi không xuất trình giấy tư làm việc với các ông. Đấy, không đi ra đi. Các ông giỏi thật. Không chuyên đề, đi làm không có chuyên đề. Chú Quang ơi. Làm vớ va vẩn. Chú tìm với cháu cái giấy than với cháu giấy than. Đi làm không có chuyên đề, dám bắt náo ở đây. Tôi được người tức kỳ là nhờ xuống ấy. Thôi cậu ơi, cậu ngồi. Thôi làm việc đi. Cậu nói như tôi cũng nói nhiều quá. Tôi xem cậu làm việc gì. Đập ra phải đeo khẩu trang. Em mày nói ít thôi. Ông không có quyền là tôi nói những cái việc gì, ông hiểu không? Cũng có 2 sao thôi. Chưa ăn tôi gì đâu. Cậu nói ít thôi. Ông đã làm cái gì, ông nhìn ông trông này giống trò hề không? Một người được ăn được học. Ông nếu ông kiểm tra mình xem nó đúng cái tác phong của một con người quân nhân chưa? Còn tôi nói ông ép. Rồi cứ ghi biên bản đi, tôi sẽ làm việc với ông. Cái việc anh làm cái gì anh nói. Tôi không nói chuyện với ông nhưng tôi không đồng ý là ông làm quay thôi. Người ta quay là bình thường. Rồi, tôi sẽ làm cái đơn, tôi cho ông. Nhà nước người ta cho phép. Ông thì làm không có chuyên đề và ông đi kiểm tra, ông làm gì, ông kia ông làm gì đấy mà chui vào trong cái bên người ta. Đi, mẹ mày dùng phương tiện kiểu lồn gì thế này. Ông làm cái gì đây? Không biết làm cái trò gì đây? Mẹ mấy thằng này làm náo. Bọn này cụ chuồng cứ xác định làm cho em cái 2 cái đơn. Bọn này làm không có chuyên đề. Quay người dân. Cụ chuồng nhớ cụ này. Trong vòng 1 tiếng em sẽ gửi cho cụ. Mấy thằng này. Anh, ông cứ làm việc của ông đi. Tôi đã xuất trình rồi. Có 2 sao thôi. Đi làm không chưa để dám rồi chiếc xe nào cũng bắt ở đây. Anh đừng nói như thế nhé. Tôi nói luôn như công này, công đi làm không bao giờ có chuyên đề. Không cả anh. Ông biết một cái chuyên đề một tháng là cơ trưởng công an huyện là cất trong bao lần không? Tại sao anh lại nói như thế? Tôi dám khẳng định một câu như vậy. Nếu mà anh là người hiểu luật thì anh phải. Tôi sẽ hiểu. Anh làm gì? Rồi. Anh làm người gì? Tôi làm ruộng. Anh phải nói, anh phải tìm hiểu, cho anh đừng nói như thế. Rồi, câu yêu chí. Khổ quá. Tôi là lên giao thông văn minh. Sẽ được lên. Anh đưa. Rồi, để cho tiền nào nó xem mình luôn. Anh nè, anh đang sử dụng hình ảnh của tôi, anh không có quyền đưa lên. Anh là ai? Tôi đang nhắc anh trước. Anh là ai? Nếu anh hiểu luật thì anh nên tìm hiểu. Tôi chỉ hỏi anh là ai? Anh không có quyền đưa hình ảnh lên mạng đâu. Sao? Đây là tôi nhắc anh trước. Rồi, thế thì có vấn đề gì anh ghi anh cha làm việc với tôi đây qua cái tôi này. Anh trước đúng không? Tôi nói luôn là tôi sẽ cho các anh lên mạng. Đúng rồi, đấy là quyền. Tôi nói luôn như thế nhá. Đây là quyền riêng tư. Còn ông này, ông miệng hồn ấy. Sao? Ông cũng biết hiểu luật không? Hả? À? Mình nói cái gì thì mình phải am hiểu luật đúng rồi. Ờ. Quan ạ, mình phải coi nói cái gì mình phải hiểu luật. Đúng rồi. Em nói thật mà anh có những thằng càng nói càng ngu. Cậu đừng nói như thế. Ăn nó có học đàng hoàng ấy. Rồi anh cứ ghi đi. Cháu yêu cầu chú bỏ quay cái mặt mã số quân nhân kia ra ngoài. Để cháu dễ làm việc và dễ xưng cái tên hô. Ôi cậu hỏi rồi. Không hỏi rồi. Tôi hỏi đấy là việc của tôi. 2 sao, 2 gạch kìa. Thế là trung tá. Rồi. Chuẩn bị tuổi này chắc tầm 55-60 gì.
mình xem anh cái Everest biển bao nhiêu và biển này không? Xe này xe cắt. Anh đừng nói như thế. Quỳnh chắc cơ to ấy nhỉ? Thì ông chắc là ông học ở đỗ ở hồi xưa ông học cấp 3 ở ấy à? Ở Lạng Sơn à? Phải không? Tí này ghi cho em nguyên bản nữa nhá. Tôi lên trên kia tôi quay lại mà không bắt là không đảm bảo với tôi đấy. Cái gì vậy cậu? Làm đi, cứ làm đi. Tác phong quân nhân chỗ này móng tay đẹp nhỉ. Này các bạn sàn tư thanh tích chế thanh miệng rồi đấy. Cô chú hôm nay đổ tiền trả tiền xăng nhá. Ok em tài trợ tiền xăng trụ thông luôn. Em chạy từ thị trấn Thanh Miện ở đây vòng qua Giao Lộc cũng không về được đến cuối thị trấn Tư Kỳ. Lỗi không gương. Má hôm nay đi không mất công. Trích luật. Ôi giời ơi. Cảnh sát giao thông không, không hiểu luật. Không biết là vào cái điều khoản nào, luật nào mà bây giờ phải sổ sách quyển phu phô. Ông này là ông Phạm Anh Dũng, Phùng Anh Dũng 192416. Ôi giời ơi. Thôi các ông đi học hành kiểu này. Quyển nghị định 46 về các quy định về mức xử phạt. Cái lỗi không gương là 90.000 mà phải dở sổ sách. À hết pin à? Có mượn tôi cho sạc không? À Quỳnh. Ôi trời ơi, công nhà tôi cũng đến nậy không rồi. Đi làm không chuyên đề, ngoài câu sẽ được giải trình. Giả luật ra xem. Giống như bản chủ phường cửu trương, bọn trẻ con nó đọc quanh vách. Đây chuyên ngành không thuộc. Ôi giời ơi. Được ăn được học. Có cái chỗ ý kiến của người vi phạm đấy hả? À, ông Dũng. Rồi. Đi làm hình như phần lớn là còn đấu biển tên. Hai ngày tầm giờ hôm qua em nick chỗ cầu gỗ Gia Lộc, hôm nay về đến Tư Kỳ bật YouTube. Thôi về đi học lại thôi. Ông có cần quay đấy không? Tôi cho mượn cái điện thoại đấy mà quay này ông Quỳnh này. Vẫn còn ngựa lon háo đá lắm. 55-60 thôi đừng nói nữa, nhưng 35-40 nói nhiều. Xanh lắm. Cái này nó không thuộc, bây giờ cái đường này nó không thuộc của thị trấn Tư Kỳ đâu nhá, ông Dũng nhá.
Đây là không phải thị trấn đâu đấy. Đây là hết biển báo 420. Cách đây khoảng tầm 1 cây số rồi đấy. Chuẩn bị 90.000 đô, 190.000 đô. Thoải mái, cứ kia đi. Rồi chú cứ làm xong rồi cho làm việc. Xong rồi anh xuống đi. Anh ấy xong tôi ký tôi mới kia lấy cái giấy tờ khác. Cái gì anh? Anh cứ làm xong thì tôi sẽ làm việc với những cái công đoạn khác. Tôi làm việc từng người một, tôi không làm việc hai người cùng một lúc. Đây anh làm việc mới. À tôi làm việc mai trước. Đây anh làm việc. Rồi. Không ở đây nó không có chú cháu ở đây cả chú ạ. À, đồng chí nhá. Ừ. Không có chú cháu tôi không đáng. Đây rồi trong pháp luật nó chỉ có tôi và ông thôi. Không có chú cháu gì đây cả. Đâu, mở ký vào trong video thư vạn. Rồi. Ký vào bên này. Yêu cầu đồng chí xé cho tôi cả. Ký đi rồi xé. Không xé cái là ký cái nào xé cái đấy. Rồi. Thế cho nhanh. Không làm sao đâu em ơi, thoải mái đi. Từ hôm nay có bản lĩnh tịch thu phương tiện như thế mấy cái này. Ai da, cái quả này hơi bị đẹp đấy, cho mình tiến. 20.000, cái vị trí là 50.000 nào. 20.000 là 70.000, 72.000 là 9. $190.000 là lỗi bảo hiểm và lỗi gương. Bảo hiểm này hả? Vâng. Ông ơi, ông kiếm cái ghế ngồi cho nó lịch sự đi ông. Ông làm sao phải khổ thế? Hả? Nè. Làm việc của mình đi. Ờ. Sao gắn chắc này? Gắn chắc chưa? Gắn chắc chưa? Chú vẫn còn xanh lắm chú Quỳnh. Không có chú ở đây. Ừ. Ông tôi. Rồi, nhớ thế là tốt. Kiểu này mà không chuẩn thì bay mấy cái thẻ ATM mệt phết. Đồng chí này là viết rất chăm chú. Mỗi tôi là đang số lùi 671. Đi làm không chưa đề ý gương thôi tôi xin.
thu tiền đấy đấy. Cứ bình tĩnh, khổ quá, cái tờ cái của ông vẫn đây, ông không nộp tiền, ông không đưa giấy tờ tôi, ông đòi thu tiền thôi hả? Cái gì anh? Sao? Thì anh đẩy cái biên lai xuống đây. Đây, tôi đã chưa làm gì cả. Túi rồi thì tôi nên... Không phải, tôi sợ nó bay thôi. Ông cứ tháo con mà cái máy đi, ôi giời ơi. Đi tôi quay lại làm vòng nữa cho câu phạt tiếp phát nữa xem được bao phát. Công an huyện. Anh đừng có thách luật. Tôi, tôi không thách. Tôi chẳng thách ai cả. Trong cái pháp luật này chỉ có đúng và sai. Chứ làm gì có chuyện thách. Không phải là xã hội đen, không phải cướp. Nên giải trình như là vừa chỉ có chuyện. Yêu cầu cho xem chuyên đề nhưng không có xem chuyên đề. Xong bắt đầu là... À không thấy thàn à? À vụ này đẹp nha. Vụ này cái tờ này tờ giấy trắng à bốn. Không phải quyết định xử phạt. Ôi dồi ôi. Photo à? Rồi, quả này tôi sẽ cho công thế nào là photo. Rồi, thế là đẹp rồi. Ngay mang lâu lắm chắc thì là cả tháng chắc phải. Cái gì anh? 190.000. Vâng, anh xong chưa? Xong rồi. Anh chưa tôi ký. Thế ra quyết định này anh không phải ký cái gì cả. Không phải ký à? Thế bây giờ cũng có nào bán ra cho tôi không? Có, bây giờ anh lộp 190.000 tôi bán ra lại cho anh. Rồi, thế là không phải ký à? Anh làm ơn anh rút hồ tôi một tờ. Đoàn này đoàn lên cây xăng đoàn đổi giúp tôi đấy. Đổi lên làm sao 190.000 đổi giúp tôi đấy. Hỗ trợ, lực lượng hỗ trợ. Rồi. Lực lượng hỗ trợ. Tôi chơi vụ này. Xong chưa anh? Anh đợi chút người ta đây. Tôi đưa tiền cho anh rồi, anh phải bán ra cho tôi đi. Ông cần bán ra không chứ? Anh cầm tiền tôi rồi mà, anh có cầm tiền chưa? Anh đợi chút để chúng tôi còn thế không, cái việc tiền thừa là được tính sau. Còn bây giờ tôi yêu cầu ông đưa cho những cái giấy tờ này. Anh cứ bình tĩnh. Không cần tôi đưa anh cái gì đâu. Chứ bây giờ tôi đưa tiền cho ông rồi mà ông cứ chưa đưa tiền tôi. Anh nghe này, chúng tôi vẫn còn ngồi đây chung. Anh cứ cầm cho tôi tờ này, tôi kiểm lại phiếu đã. 2 7 9 100 rồi, 190.000. Rồi. Đi tờ tôi xe tôi đâu? Đúng. Vâng. Xong chưa? Chưa làm việc xong với anh. Thế bây giờ xong? Chúng tôi gửi tiền lại anh thì mới xong chứ đúng không? Thì bây giờ đấy là việc của các ông. Thì anh phải đợi chứ, anh em mình tính chứ đúng không? Thế một tiếng sau được không? Cái gì anh? Một tiếng sau giải quyết được không? À không, không làm gì một tiếng. À thế là được. Cái này là hết hết những giấy tờ ông đưa cho tôi chưa? Cái gì anh, đây là gửi lại. Cái này đủ ra rồi thì. Rồi, thế anh đưa đây. Anh đợi tôi chưa được gửi tiền. Rồi. Ôi thoải mái hôm nay cầm đầy tiền. Hôm nay mới ứng công trình đến 50 triệu. Hôm nay đi lột phạt cho nó vui.